chữ bay hết rồi. Chỉ như đây chứ. Ô, chữ bay hết rồi. Buồn này, chữ bay hết rồi. Con này là GTX 1050 bản TI các bạn nhé. 4GB đây các bạn. Năm bao nhiêu đây? Chẳng nhớ nữa. Hàng họ mất hết là trinh tiết rồi. Với những cái bản mà Vega này còn nguyên đai nguyên kiện nhé, có nghĩa là chưa đục đẽo gì, thì giá bây giờ với bản 2 fan của Giga nó rơi vào khoảng 3,8-4 triệu, tùy cái chất của cái bản Vega đó nhé. Còn con Vega này có giá là 390k. Chúng ta sẽ đi test để xem là nó có yếu so với cái thực tế cái bản 3,8-4 triệu hay không. Thì 3,8-4 triệu bây giờ cũng chỉ bảo hành 1 tháng, mà 390 cũng bảo hành 1 tháng. Vì vậy cái bài toán của bạn là phải cân đo đong đếm, suy nghĩ kỹ, và khi xuống tiền thì đừng có lăn tăn ân hận làm gì cả. Làm con người ta chửa là phải cưới, đó là trách nhiệm. Và khi sửa thì phải bảo hành, và mọi sản phẩm sửa chữa ở No 2 đều được bảo hành 1 tháng nhé. Làm chửa là các bạn phải để đẻ, còn trong thời gian bảo hành không bảo hành được thì trả lại phí thôi. Có một tin buồn cho các bạn mua Vega mới bây giờ ấy mà bị lỗi ở cái thời điểm Vega đắt đợt trước mà bây giờ trở về Vega giá rẻ ấy, mà vẫn đắt như này ấy, thì khi các bạn mang đi bảo hành thì ví dụ như GTX 1660 giá khoảng nhập vào khoảng là 6 triệu đến 8 triệu thì hãng sẽ thường, bây giờ thì bị anh em trong nghề kêu nhiều là hãng thường dở cái bài cũ là dỉ không bảo hành. Có nghĩa là có những cái vết dỉ trên này họ không bảo hành này. Vì vậy là các bạn phải giữ Vega cẩn thận vào. Cộng với cái điều kiện là khi đi bảo hành thì thường người ta bảo là hết hàng bảo hành và người ta trả bằng tiền. Thì một cái Vega 8 triệu bây giờ người ta thường trả cho các bạn sau một thời gian sử dụng. Sau đó cân đo đong đếm người ta sẽ trả các bạn 2,5 triệu. Rất nhiều anh em bị cái đó rồi. Và bây giờ cái con này nó giống cái kiểu là xe máy Nhật Bản tháo hai gương ra vẫn đi được bình thường. Thì con này nó bị thọt mất một pha. Vì vậy là nó sẽ có thể là sẽ yếu sinh lý hơn đi một chút. Có nghĩa là cái sức khỏe so với cái thời điểm ban đầu của nó là sẽ yếu đi một chút. Và bây giờ mình không thể sửa zin vì mình đang thiếu một cái số linh kiện ở đây. Vì vậy là mình làm video này test cũng để các bạn so sánh cái giá của vài trăm nghìn và cái giá của... Ôi cái này phải thêm keo vào. Đây các bạn nhé, ở đây chúng ta thấy này. Đây là GPU, đây là RAM này. Và con này nó bị lỗi và mình không thể sửa zin. Vì vậy là mình nó đây nó có đang có 3 pha dao động này. 1, 2, 3. Và mình bỏ đi một pha. Đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi test hiệu năng xem là có thể chấp nhận được. Và với những GTX 1050 Ti như này thì nó thường kéo mắc được các game. Và mình cũng chỉ test game cho các bạn thôi. Còn ví dụ như ép sung hay OC như nào thì thực sự là mình không để ý đến cái đó. Và mình cũng không có đủ thời gian test cho các bạn. Vì vậy là dư giả thời gian thì mình sẽ test thêm. Còn không thì các bạn nào có điều kiện thì các bạn test thử để các bạn so sánh nhé. Đây, nó thọt một pha này các bạn. Nếu có đủ một số điều kiện và có đủ thêm một số linh kiện thì chúng ta có thể sửa zin để trả về trạng thái là nguyên đai nguyên kiện. Có nghĩa là đã đập phá nhưng vẫn còn zin. Còn bây giờ thì phải để cho nó chạy thọt pha như này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi test hiệu năng. Nếu mà ok sau khoảng 1 tuần test thì giá của nó khi về đến tay khách hàng rơi vào khoảng 390 các bạn nhé. Các bạn để ý là cái đồ đi sửa ấy, mình khuyên thật các bạn là để càng lâu càng tốt. Vì có rất nhiều cái bệnh là ở nhà các bạn thì nó lỗi, đến nhà mình, đất nhà mình hoàng đạo, tay của mình mát thì nó không lỗi. Các bạn mang về, sau đó nó lại lỗi thì tốn các công các bạn đi, các bạn đi lại lại thôi. Vì vậy là đồ sửa chữa cũng giống như các bạn vào viện ấy, chữa ung thư mà các bạn muốn khỏi luôn ấy. Chứ ung thư khỏi được đã phúc tổ 70 đời mà ông nào cũng muốn khỏi luôn thì nó khó. Vì vậy là sửa đồ điện tử cũng thế. Nhiều lúc là test cả tháng chẳng sao mà về đến nhà các bạn lỗi là chuyện hết sức bình thường chứ không có vấn đề gì cả. Vì vậy là để hạn chế rủi ro, đỡ khổ thân các bạn thì khi sửa đồ điện tử càng để lâu càng tốt. Người ta càng có thời gian người ta test cho, lỗi thì người ta còn phát hiện. Chứ còn khi các bạn vào viện các bạn mổ ruột thừa người ta có bảo hành đâu, quên con dao con kéo 1 năm sau tiếng kèn đám ma vang dội cả nhà người ta có bảo hành đâu. Trong khi đó đi sửa Vega trong vòng 1 tháng nếu không thể trả lại cái trạng thái sử dụng còn hoàn tiền các bạn 100%, chẳng cái viện nào nó bảo hành cho các bạn, chết mà có thể sống lại được cả. Ok, bây giờ chúng ta đi test hiệu năng nhé. 390k là giá sửa, chứ các bạn không thể mua chiếc cạc này sống bình thường ở đâu với giá 390k đâu nhé.
Vì vậy là một số bạn nghe kỹ video rồi hãy gõ bàn phím. Bây giờ mời các bạn đi test hiệu năng, các bạn nhìn thấy không? Sassy, cái tỏa nhiệt thì rất đẹp, không bụi bẩn tí nào. Ấy vậy mà thọt. Đây này. Bây giờ nhiều hãng gì gì như này này, họ từ chối bảo hành này. Chẳng nhẽ bây giờ phải dùng cái từ đó là giữ Vega giữ mà tổ. Vì nhiều khi mà Vega bây giờ mà không bảo hành được mà trả bằng Vega mới là hãng lỗ lòi tí. Vì vậy là họ vặt ra đủ thứ gì này. Hay là cháy nổ thì hiển nhiên không bảo hành, gì là không bảo hành này. Hoặc là nếu mà không vặt ra được cái gì thì vặt cái chiêu là hết hàng bắt đầu trả bằng tiền. Trả bằng tiền thì thường là các bạn sẽ bị trừ 1/4 nhé, hoặc là 1/3 giá trị khi các bạn mua. Chứ không có vậy, người ta thường trả bằng đỡ phải bảo hành, đỡ phải trả các bạn một cái cạc sống nhân răng, lãi rất nhiều. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi test hiệu năng của em này các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xem vấn đề sinh lý của em nó. Đây, các bạn đã xem những cái lần Tùng test Vega GTX 1050Ti thì các bạn đều biết là 1050 ở đây khoảng 24 này, 20 đến 24, và 1050Ti sẽ rơi vào 28 đến 34. Vậy là về vấn đề sinh lý như sức khỏe không có gì thay đổi nhé. Đây các bạn này, FPS ở trạng thái là 36 này. Thông số cấu hình Tùng đang test cho các bạn này, GTX 1050Ti bản 4G này. Nhìn thấy không ạ? Chúng ta để ý hai cái dòng tần số này, không có gì thay đổi. Vậy là em nó sinh lý vẫn có thể đi sinh đẻ được các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ sâu cái vấn đề setup để các bạn chạy, mai sau các bạn chạy làm mẫu nhé. Chúng ta còn bài test game nữa. Đây, toàn bộ các bạn để ý này, cài đặt ở mức cao nhất đây nhé. Nhiệt độ 64 là rất mát đúng không các bạn? Các bạn nhìn thấy nhiệt độ 64 chưa? Như này là rất mát, chúng ta cần chạy hết một dài như này. Với FPS khoảng 19-20 thì sinh lý là bình thường các bạn nhé, không có vấn đề gì cả. Nói đúng ra chúng ta dùng đúng từ, nếu mà test GTX 1050 bản Ti nó sẽ rơi vào khoảng 24, nhưng sau khi nó thột nó đột pha thì nó vẫn được ở trạng thái là 20. Nhưng chúng ta đặt một cái bàn cân là 4.390.000 thì chúng ta nhiều khi chúng ta phải chấp nhận. Giống như một cái xe máy mà khi tháo gương các bạn sẽ bán rẻ hơn là một cái xe máy đầy đủ hai gương, nó là như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ trải nghiệm game xem liệu là nó có thể kéo full max được cái game PUBG không các bạn nhé. Còn các bạn hỏi mình đó là tuổi thọ nó được bao lâu, mình sẽ không bao giờ trả lời được cái câu hỏi chi tiết như vậy. Vì đơn giản là các bạn mua hàng mới ngay về nó vẫn có thể chết. Còn với một chiếc cạc sửa 390.000 trong vòng 1 tháng nó lỗi, mình vẫn trả đủ các bạn 390.000 nhé, hơn hãng rất nhiều lần. Các bạn thử đi ạ. Bây giờ chính sách trả bảo hành của hãng là sẽ không bảo hành mà thường là trả lại tiền. Cái trạng thái là mua 6-7 triệu cuối cùng trả 2,5 triệu. Đống này đang nằm ị ra để test này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm game nhé. Đây thưa các bạn, bách sâu cái setup cấu hình xem nào. Đây, chúng ta sẽ đợi setup cấu hình. Ồ, thấp nhất rồi. Để lên Ultra xem có giật đâu. Cứ để một GTX 1 Ultra chưa? Đây các bạn, GTX 1050 bản Ti khi chúng ta đang setup Ultra ở trạng thái khoảng 40-50. Theo cảm nhận riêng của cá nhân mình và sau những lần mình test thì cái FPS này có vẻ hơi thấp, chứng tỏ là cái sinh lý của chiếc Vega này cũng yếu đi khoảng tầm 10-20%. Nhưng bù lại bây giờ các bạn bỏ khoảng 3,5 triệu đến 4 triệu để mua một chiếc GTX 1050 Ti thì cũng chỉ bảo hành 1 tháng, mà 390 thì cũng chỉ bảo hành 1 tháng. Vì vậy đây là cái liệu pháp chống cháy các bạn nhé. Hoặc là cái bản game này mình mới cập nhật, vì vậy là cái cảm giác của mình FPS này nó đang hơi thấp. Và mình sẽ có câu trả lời cho các bạn ở một cái video test một cái bản nguyên đai nguyên kiện cho GTX 1050 Ti khác. Vì ở nhà có một lô đang sửa này, vẫn chơi được mắc cấu hình ở trạng thái Ultra, không giật réo gì đúng không? Đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Trong cái đống này các bạn thích test cái nào?